câu hỏi của Hương thì những ngày đầu ấy, thật sự là đối với tôi thì khó khăn nhất đó chính là về nghiệp vụ. Hương cũng biết là mình không biết gì về những cái này. Chụp ảnh cũng chỉ là một cái đam mê giống như các bạn thôi, là đến một cái nơi nào đó đi chơi thì mình chụp ảnh ghi hình lại rồi về post lên Facebook để bạn bè nhìn thấy, rồi viết những cái status. Mà các bạn thì trước đây tôi dùng Yahoo ấy thì rất là nhiều người bạn của tôi thích đọc. Ngày đấy thì không có ảnh nhiều như bây giờ, không đăng được. Nhưng bây giờ thì sau một thời gian dùng máy quay thì có lẽ là tôi cảm thấy cái lời văn nó trở thành rất nhẹ so với hình ảnh. Vì thế thì ngoài cái đam mê đối với chính mình, tôi còn có một đam mê nữa là chia sẻ những điều mà tôi biết đến với các bạn. Vì vậy những thông tin mà chuyển đến các bạn là những thông tin chọn lọc. Có những bạn thắc mắc tại sao ở trên kênh một cái bài viết được đặt lên thì hình ảnh minh họa nó lại không ăn nhập gì. Ví dụ như chiến trường ca thì hình ảnh lại là hình ảnh của Việt Nam. Chỗ này tôi xin phép được giải thích. Cùng một lúc tôi muốn truyền tải hai thông điệp. Nội dung của bài viết được chọn lựa kỹ càng và những hình ảnh của quê hương, mà những hình ảnh này thì không có giàn dựng, bởi vì các bạn thấy đấy, đó chính là hành trình của binh viên Việt Nam. Tôi biết rằng điều này tới một cái lúc khi mà tôi nhận được những phản hồi của các khán giả, nhất là đồng bào hải ngoại, họ đặc biệt xúc động khi nhìn thấy hình ảnh quê hương của mình. Cho nên chúng tôi quyết định giữ lại đó là bản sắc của Uy Uy, đó chính là những bài viết mà nội dung không ăn nhầm gì với những hình ảnh được truyền tải lên. Các bạn có thể nhìn thấy những cái khu đô thị, những cái khu nghỉ dưỡng đắt tiền, và các bạn cũng có thể nhìn thấy những vùng quê mà những con đường bê tông nông thôn hóa, nhưng cũng có những cái vùng quê mà con đường đất đỏ lầy lội, ô tô đi không tới được, những ngôi nhà của những người nông dân rất là khang trang, nhưng cũng có những ngôi nhà của cựu chiến binh của ta, ví dụ anh Quách Thanh Tiễn, là những cái ngôi nhà mà khi vào đấy thật quả là chúng tôi cũng rất là nghẹn ngào. Và có lẽ là chia sẻ của mình như vậy thì không biết là có đáp ứng được cái câu hỏi của Thị Hương hay không. Bạn có thể hỏi tiếp và mình sẵn sàng trả lời. Cái mình vẫn muốn hỏi bạn là với cái công việc này thực ra là nó cần rất nhiều thời gian và sức khỏe. Khi mà năm ngoái gặp bạn, bạn có nói với mình bạn làm cái việc này thì mình có vào cái trang để mình tìm hiểu thì mình rất là khâm phục. Khâm phục thứ nhất là với một cái sức khỏe như vậy mà phải đi một cái quãng đường dài như thế suốt cả ba miền đất nước để lấy những cái thông tin, mà thông tin ở đây là thông tin là rất là thật, và được trong cái thật đó thì lại có những cái chất lọc lại nữa để bạn đưa lên cái trang Win Win. Và với một cái tâm huyết như vậy mình rất là hâm mộ và rất là ngưỡng mộ. Nhưng mình vẫn cứ thắc mắc và mình vẫn nói với anh Trung là không hiểu cái sức mạnh nào mà lại để cho Hải Yến đi làm cái việc này, bởi vì sức khỏe như lúc nãy mình nói không có. Thời gian thì có thể là bây giờ bạn về hưu rồi thì thời gian bạn có, nhưng sức khỏe không có. Thì có lẽ là lúc đó thì mình cũng tự trả lời là có thể do một cái đam mê, một cái nhiệt huyết và muốn đưa cái thông tin thật này đến mọi người, mọi thế hệ. Cho nên có lẽ đó là cái động lực, mình nghĩ như vậy, để giúp bạn có một cái sức khỏe phi thường để làm công việc này. Đó là thể ý mình. Thế còn bây giờ mình muốn hỏi bạn, có phải như vậy không? Rất là cảm ơn Hương. Ở đây thì có cả một cái tình thương yêu đối với đồng đội nữa. Bởi vì là bạn Hương thì rất biết tình hình sức khỏe của tôi. Trước hết nói để Hương yên tâm là như này, trong càng tới thời gian gần đây thì tôi cảm thấy hình như sức khỏe của tôi càng khá hơn. Và nếu như có thể là tôi tưởng tượng như vậy, nhưng thực ra thì đúng là nó đã thể hiện như vậy. Trong một chuyến đi thì tôi phải mang rất là nhiều thứ. Tôi vẫn thường dùng một cái từ đau to búa lớn, đấy là đạo cụ. Một cái ba lô để chứa những cái máy quay. Trước đây tôi chỉ có một máy quay, nhưng bây giờ phải dùng tới hai cái để đề phòng trường hợp tình huống là có thể máy bị sự cố. Đấy, thì có tới hai máy quay. Trước đây thì không có chân máy, bây giờ có tới hai cái chân máy. Và với một cái người phụ nữ tuổi cũng trên dưới 60 rồi
thì mang một cái ba lô như vậy, xong lại thêm một cái ba lô nữa, rồi lại phụ nữ nên rất là nhiều các cái thứ linh tinh. Tóm lại một ba lô đằng trước, một ba lô đằng sau, rồi lại đeo thêm một cái túi nhỏ nữa. Rồi đi xa thì phải có một cái vali đồ của mình nữa kéo theo. Thì quả thật nếu như trước đây thì tôi nghĩ tôi mà nhìn thấy ai như vậy chắc là tôi thán phục lắm. Nhưng bây giờ tôi đã mang mình như vậy. Nhân đây thì tôi cũng chia sẻ một cái điều như thế này. Cách đây 2 năm tôi đưa ông Nguyễn Phương Hùng là chủ của kênh KBC Hải Ngoại lên Hà Giang để ông ấy làm tin. Khi đó thì tôi chưa làm tin. Ông Hùng năm ấy là 69 tuổi và tôi năm ấy là 59 tuổi. Tôi kém ông ấy 10 năm, là 10 tuổi. Tôi đưa ông ấy đi và tôi nhìn thấy ông Hùng lưng đeo ba lô, tay xách laptop một cái, và lại còn thêm một cái máy. Ông Hùng thì ông ấy luôn luôn để cái máy quay của ông ấy cùng với cái chân, và ông ấy cầm như vậy, ông ấy đi. Ông ấy lại không ở Việt Nam, ông ấy lại ở bên Hoa Kỳ. Và mỗi lần ông ấy về như vậy thì những cái chuyến đi như thế là ông ấy một mình lọ mọ. Và chúng tôi những người mà có quen ông ấy ở trên mạng thì thường là đi với ông ấy để một là mình cũng thể hiện cái tấm lòng của chủ nhà, dù sao mình cũng là người trong nước mà. Hai là dẫn để đưa bác ấy đến với những cái điều mà bác ấy cần. Chúng tôi cũng muốn giới thiệu một Việt Nam thật sự ra với đồng bào hải ngoại. Và trong cái chuyến đi đó thì tôi nhìn ông Hùng, tôi có nghĩ là tại sao một người hơn mình tới 10 tuổi họ làm được. Họ phải từ bên kia đại dương sang bên này để lấy tin. Còn mình ở đây mình kém ông ấy tới 10 tuổi và mình lại không thể làm được. Mình điều kiện nhiều hơn ông ấy mà mình lại không thể làm được. Đó là một trong những cái lý do mà tôi quyết định sẽ làm thử xem sao. Trong quá trình làm thì thoạt đầu tôi cũng không nghĩ là mình có thể làm rộng và cái nó được như thế này. Nhưng quá trình làm thì tôi gặp những người rất tâm huyết và họ chính là một cái động lực, họ chính là cái tấm gương để cho tôi nghĩ rằng mình còn phải cố gắng hơn nữa. Tới đây trong một vài ngày nữa thì chúng tôi sẽ có một cái cuộc làm việc tại huyện Tam Kỳ, mà hôm qua thì có một cái cơn bão rất là lớn và tôi biết đồng bào Tam Kỳ thì đang là cái vùng mà bão chạy qua. Thì tới chúng tôi đến Tam Kỳ, ở đó có một cựu chiến binh. Ông năm nay tôi nghĩ rằng là một người tham gia cuộc chiến chống Mỹ cứu nước thì có lẽ ông cũng phải trên dưới 80 tuổi. Nhưng ông viết rất nhiều và ông nói với tôi rằng ông còn một phút, còn cầm được bút thì ông còn viết. Với những người như vậy tôi thấy mình còn bé nhỏ lắm. Và đó cũng chính là một trong những cái điều mà thúc đẩy ngoài cái đam mê của mình. Vâng, Hương thì rất là lo cho tôi, cũng như khi tôi ở quân ngũ, những khi tôi ốm đau thì Hương là cái người mà đã chăm sóc tôi cùng với những đồng đội khác. Và đến bây giờ có lẽ cái tình thương đấy của bạn tôi đối với tôi cũng vẫn chưa giảm đi, và bạn rất là lo lắng cho tôi. Thì có lẽ là bạn nhìn thấy những điều này thì sẽ yên tâm hơn, đúng không? Thực sự mà nói thì cũng yên tâm, nhưng mà cũng vẫn lo. Bởi vì là ở cái lứa tuổi của chúng mình thì cũng không phải là già nhưng cũng không phải là trẻ nữa, rồi lại kèm theo một số bệnh. Chẳng hạn như Hương ngày xưa thì khỏe hơn Yến rất là nhiều, nhưng bây giờ thì Hương cũng có khi lại còn yếu hơn cả Yến nữa. Nhưng mà cái đam mê cũng như là cái nhiệt huyết của bạn cũng như là của Hương thì thực ra là hình như là nó cùng chung một điểm, cùng chung một điểm. Thế nên là khi thấy Yến làm cái chương trình này Hương rất là ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là bây giờ công việc của Hương là nó cũng rất là bận, bởi vì đã tham gia một cái câu lạc bộ cựu chiến binh, cũng chuyên đi phục vụ cho các cô chú bộ đội, chủ yếu là cựu chiến binh, và kết hợp thêm một chút từ thiện nữa, cho nên không có thời gian để đi cùng với Hải Yến. Nhưng mà luôn luôn theo dõi bạn, và nếu như khi nào bạn cần thì mình có thể sẵn sàng bỏ việc để đi với bạn. Rất là cảm ơn Hương. Ở đây thì ngay tại khán phòng này tôi có hai người khán giả, một là anh Nguyễn Hữu Tình từ Vũng Tàu lên đây, và hai là bác Hùng, một cựu chiến binh binh vận như các bạn vừa nghe lúc nãy, từ Củ Chi lên. Và tôi nghĩ rằng tuổi bác Hùng cũng khá cao, đó cũng chính là một cái nguồn động viên, mà một cái nguồn động viên rất lớn đối với tôi. Thưa quý vị và các bạn,
Trong buổi giao lưu hôm nay thì có một cái câu hỏi mà khán giả gửi đến. Đây là một giảng viên của một trường đại học và khán giả cũng không ghi rõ tên hay là cái trường mà mình dạy. Câu hỏi, đây là câu hỏi của khán giả, tôi xin phép được đọc. Là khán giả thường xuyên của UinWin Việt Nam, tôi xin có 3 câu hỏi sau. 1. Trong thời gian qua, UinWin có nhiều bài rất hay, mang giá trị tư tưởng rất tốt và thuyết phục được độc giả. Vậy xin cho biết bằng cách nào mà có được những bài viết có giá trị như vậy, cả ở trong nước và ngoài nước, gửi về nhà đài và những nội dung đã được trình bày có sự chỉ đạo của tổ chức nào không, hay chỉ xuất phát từ lương tâm và lòng yêu nước? Câu hỏi thứ nhất thì tôi xin trả lời như thế này. Những bài viết thì có, UinWin có từ nhiều nguồn. Thứ nhất là ban biên tập tự tổng hợp, tự biên tập, tự viết, căn cứ vào những tài liệu có được. Thứ nhì là những bài viết của những tác giả nổi tiếng, và cũng là những người qua nhiều bài viết của các tác giả đó thì UinWin nhận thấy có những cái giá trị thiết thực và có chất lượng. Và ba là những bài viết của các khán giả gửi về email của UinWin Việt Nam về ý kiến có sự chỉ đạo của tổ chức nào không, hay chỉ xuất phát từ lương tâm và lòng yêu nước. Câu hỏi này thì chúng tôi xin trả lời luôn. Đây là một kênh cá nhân của tôi. Vâng, cũng giống như các bạn có một cái kênh YouTube hay là một cái trang Facebook thì đây cũng vậy, nó là một trang cá nhân. Thật đầu thì nó là khi mà tôi rất là hâm mộ người chế tạo tàu ngầm Trường Sa, tôi đã lập một cái trang này để đưa lên những cái hình ảnh của những cái cuộc thử nghiệm. Khi mà thành lập cái trang này thì tôi rất say mê cái công trình thử nghiệm, công trình thiết kế tàu ngầm Trường Sa của kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa, Thái Bình. Và tôi đã lập cái trang này để đưa lên những hình ảnh thử nghiệm của tàu ngầm Trường Sa. Và sau đó thì kênh đấy đã được đổi tên và nhờ một người bạn tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Văn Thanh Nguyễn, thì tôi đã chuyển thành cái kênh mà bây giờ các bạn đang theo dõi. Không có sự chỉ đạo của tổ chức nào, không có tài trợ của tổ chức nào. Và nếu nói là xuất phát từ lương tâm và lòng yêu nước thì tôi thật quả là nghe cái từ này nó hoa mỹ quá, và nó cũng nó lớn lao quá so với một cá nhân như tôi. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng là những cái điều mà mình muốn biết và mình được biết thì mình muốn chia sẻ cho những người cũng muốn biết như mình. Và vâng, xin cảm ơn. Đây là câu hỏi thứ hai. Hiện nay, thanh niên nói chung, đặc biệt là sinh viên, thường xuyên vào các trang mạng xã hội tìm hiểu, nhưng có quá nhiều trang mạng xã hội có nội dung thấp kém, thậm chí là phản động, dùng những từ ngữ hết sức tục tĩu, dơ bẩn. Vậy UinWin có suy nghĩ gì và lời khuyên gì gửi tới độc giả của trang nhà nói riêng và thanh niên hiện nay nói chung? Vâng, đây chính là một cái điều mà cá nhân tôi cũng như là những người cộng tác cùng với tôi, nhóm UinWin Việt Nam, rất là suy tư và tâm huyết. Những cái trang hay là những cái bài viết mà có nội dung như là tác giả nói, như là tác giả của lá thư này nói rằng là nội dung thấp kém, thậm chí là phản động, dùng những từ ngữ hết sức tục tĩu, dơ bẩn, thì thực ra đó lại là những cái trang mà có một cái lượng view rất lớn, được chia sẻ rất là nhiều trên mạng xã hội, và đó là một điều rất là đáng buồn. Chúng ta thì nhiều khi cứ chê nói rằng báo lá cải, rồi chê truyền thông, nhưng thực ra thì nó cũng là cái quan hệ giữa cung và cầu, bởi vì có những người xem và nhiều người xem cho nên là người ta đã làm như vậy. Tôi cũng biết rằng có những trang mà xuất phát điểm rất tốt, tức là muốn đưa những cái thông tin tốt, nhưng mà do cái lượng view không được nhiều, họ cũng đã sử dụng đến cái gọi là chiêu thức, tức là câu view. Thì cái này thì nó là, tôi nghĩ rằng nó là cả một cái vấn đề của giới truyền thông nói riêng, chứ không riêng gì ai cả,
và nó là một cái mà cũng khó mà có thể một cái số nào đó có thể giải quyết được, mà nó là một cái tư duy phải được truyền tải, phải được chính chúng ta ý thức và tự giác được. Cũng có những khi view của UinWin Việt Nam thấp, chúng tôi cũng rất là suy tư và cả nhóm hội lại để tìm cách làm sao phát triển kênh. Ở đây thì thực sự là chúng tôi rất muốn được chia sẻ cái lượng view thể hiện người xem. Người xem ít thì cái công sức của mình bỏ ra và mình dù thấy tâm huyết nhưng ít người xem thì giá trị lan tỏa không cao. Mà quan trọng chính là giá trị lan tỏa, kiến thức mà mình đi đến được, mình có được, mang đi, chia sẻ. Nhưng mà người đến ít thì thật sự đó cũng là một điều đáng buồn. Ví dụ như để phỏng vấn được một nữ du kích ở Củ Chi, Bà Bảy Mô, chúng tôi đã phải từ Bắc và vào. Hay là đến được với Thác Bản Dốc xem có đúng là đã bán hết cho Trung Quốc rồi không, chúng tôi cũng phải có những cái chuyến đi. Và những, tất cả những cái đó là thời gian, là kinh phí, là sức khỏe. Nhưng mà cái lượng khán giả xem ít cũng giống như là các bạn bỏ ra một cái công sức để nấu bếp, nấu một cái bữa ăn rất ngon bằng cả cái tấm lòng của mình, nhưng thực khách ngồi ăn một cách thờ ơ, thì kể đấy là cái điều mà người làm chương trình chúng tôi rất là buồn. Và đây thì câu hỏi của tác giả lá thư cũng là một câu hỏi khó, một câu hỏi bỏ ngỏ mà chúng tôi hy vọng rằng là tất cả chúng ta đều phải tìm câu trả lời. Tôi xin phép sang câu hỏi thứ ba. Theo như nhận xét của cá nhân tôi, UinWin Việt Nam là trang mạng xã hội có nội dung, giá trị tư tưởng và giọng đọc tốt nhất trong các trang mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Vậy đề nghị UinWin cho biết định hướng phát triển trang mạng của mình trong thời gian tới. Xin cảm ơn. Đây là một sự đánh giá rất là cao của khán giả đối với UinWin. Trước hết thì tôi xin cảm ơn các bạn đã có một cái sự tín nhiệm đối với kênh nhà. Và về cái điều là định hướng phát triển trong thời gian tới thì tôi xin được chia sẻ như thế này. Với cái mục đích ban đầu của chúng tôi là phi lợi nhuận và tìm về nguồn cội lịch sử để hướng tới tương lai, thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là cái nội dung xuyên suốt của UinWin Việt Nam. Chúng ta tìm về nguồn cội, đấy là xác định những nhân vật lịch sử để làm sao có những cái mảnh ghép, có được bức tranh trung thực về những giai đoạn, những trận chiến hay là những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, và mục đích để hướng tới tương lai, chứ không phải khoét sâu và gây mâu thuẫn. Nhắc lại quá khứ không phải là để gây một cái mâu thuẫn hay là tạo mối thù hằn. Thì đấy là cái định hướng của UinWin. Hướng tới tương lai thì nếu như chúng ta có cái nhìn đúng đắn về lịch sử thì chúng ta mới có thể có được cái định hướng của mình trong tương lai. Ví dụ như trong cuộc sống của mình cũng vậy. Nếu như bạn nhìn về quá khứ và biết rằng mình đúng chỗ này, mình sai chỗ này, mình trung thực, dũng cảm nhận được, nhận là dũng cảm mà nhìn nhận những cái sai của mình thì mới có thể tới được một cái tương lai tốt hơn. Và cũng như là cái logo của UinWin Việt Nam, tức là đồng lòng chung tay xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, thì đấy chính là cái tâm nguyện của những người làm chương trình chúng tôi. Và cũng xin chia sẻ với các bạn là bạn bè của UinWin ở khắp nơi, thì những mối quan hệ cá nhân hay là những khán giả cũng đã trở thành những người đồng hành với UinWin. Và trong chương trình, các khán giả của UinWin Việt Nam thì đã trở thành người cộng tác rất là nhiệt tình, tích cực trong cái việc giới thiệu tác phẩm, trong cái việc giới thiệu nhân vật. Và trong cái buổi bộc bạch hôm nay thì tôi cũng xin thay mặt cho tất cả các anh chị em trong kênh xin gửi tới các bạn lời cảm ơn. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn đối với kênh. Không chỉ các bạn nhận thông tin từ kênh mà ngược lại, các bạn cũng đã cho chúng tôi được sức mạnh. Vâng, chính là sức mạnh để đi tới. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào và hẹn gặp lại.